Trong cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ này, tôi đề nghị một điều, đó là chúng ta hãy suy nghĩ về sự thinh lặng trong cuộc đời. Đừng cho đó là một điều không tưởng, đừng cho đó là một nghịch lý, bởi vì chúng ta không phải là những tu sĩ, chúng ta là những người, những bạn trẻ đang sống giữa đời. Nhưng đó không phải là một nghịch lý, không phải là một điều không tưởng, mà là một đề nghị quan trọng giáo hội mời gọi chúng ta khi chiêm ngưỡng Đức Giêsu vào sa mạc và hoang địa để cầu nguyện với Chúa Cha để chiến thắng cám dỗ. Chúng ta gặp gỡ nhau trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn. Nếu mùa xuân là biểu tượng của tình yêu, mùa xuân là biểu tượng của hy vọng, mùa xuân là biểu tượng của sức sống, thì các bạn trẻ đang hiện diện ở đây, mỗi người đều là một mùa xuân. Bởi vì chúng ta là những chủ nhân tương lai của giáo hội và xã hội. Các bạn trẻ là những người đang đầy sức sống, là những người đang thao thức ôm ấp nhiều niềm hy vọng. Chúng ta là mùa xuân nếu chúng ta ý thức được Chúa dựng nên chúng ta và Chúa mong muốn cho chúng ta được chia sẻ hạnh phúc với Chúa. Và nếu chúng ta mỗi người ý thức mình là một mùa xuân, thì hãy làm cho cuộc đời này mang những sắc thái vui tươi, hạnh phúc và niềm hy vọng. Không phải là niềm hạnh phúc và niềm hy vọng của thế gian, nhưng mà hạnh phúc và niềm hy vọng của chính Thiên Chúa, sự bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho con người. Vì thế chúng ta cầu nguyện để mỗi bạn trẻ đang hiện diện ở đây và các bạn trẻ đang tham dự qua hình thức thánh lễ trực tuyến trở nên mùa xuân là niềm vui, là sức sống, là hy vọng cho xã hội hôm nay. Mặc dù còn nhiều tăm tối, còn nhiều bất công, nhưng chúng ta là con cái Chúa, chúng ta được mời gọi mang tinh thần của mùa xuân, hạt giống của mùa xuân để gieo vào cuộc đời này, để làm bừng lên sự sáng, sức sống, hạnh phúc và niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.